Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 8 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 6 âm lịch, ngày Nhâm Tuất, cụ thể như sau. Trực bình, tốt mọi việc. Tuổi xung ngày, bình thìn, giáp thìn, bình thân, bình dân, bình tuất. Tuổi hợp trong ngày, ngày tuất, lục hợp mão, tam hợp dần và ngọ thành hòa cục. Giờ hướng theo trong ngày, giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Nam và hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi thân tài ghé thăm trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Tỵ, tuổi Ngọ và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 8 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, thổ khắc thủy là nguyên nhân khiến cho người tuổi Tý cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong ngày này. Bạn mệnh cảm thấy mình là người thừa trong gia đình vì không được bất cứ ai tôn trọng ý kiến. Có lẽ những mâu thuẫn bất đồng đã tồn tại trong gia đình bạn quá lâu mà không được ai chủ động giải quyết nên mọi chuyện mới rơi vào tình trạng này. Việc hàn gắn mối quan hệ là rất khó, song bạn hãy thử là người cố gắng, đừng chán nản buông xuôi. Kiếp tài chiếu mệnh, phương diện sự nghiệp cũng chẳng hay thông khi bản mệnh thường xuyên bị đồng nghiệp cầu lập. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, hãy dành thời gian nhìn nhận bản thân, xem cách hành xử cũng như những quyết định của mình đã đúng đắn hay chưa. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hạn chế tranh chấp với người khác. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, không nhận được sự tôn trọng của người thân. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, hãy nhìn nhận lại bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, chớ vội oán trách người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, dễ chịu tổn thương tình cảm. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, chính quan soi đường chỉ lối, người tuổi Sửu dễ dàng gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Sự cố gắng nỗ lực của bạn suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng. Nay là lúc bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Với người làm lãnh đạo, bạn tìm ra được những định hướng đúng đắn, giúp cho tập thể nhanh chóng giải quyết khó khăn và hướng tới những mục tiêu mới. Càng làm lâu, bạn lại càng trở thành một người đức cao vọng trọng, nhận được sự khâm phục của nhiều người. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, thì bạn có thể đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, khắc phục khó khăn, tìm hướng đi mới. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hôm nay, thực thân nâng đỡ, người tuổi Dần làm các công việc tự do sẽ nhận được một khoản tiền công, tiền lời lại hậu hĩnh. Bạn khẳng định được giá trị của bản thân nên lúc nào khách hàng hay đối tác cũng đến tấp nập. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có tiến triển thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trước nguy cơ có những kẻ khả nghi không thực bụng tiếp cận mình. Nếu chú ý để tránh các hiểm họa ngay từ đầu thì bạn hoàn toàn có thể bảo toàn được số tiền mình làm ra, không lo thất thoát. Mộc khắc thổ, tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này lại không quá êm đềm. Bạn thường xuyên mâu thuẫn với người thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống, không tiếp tục coi mình là trung tâm của vũ trụ nữa. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, dễ vướng vào khúc mắc với người thân. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, nhận được khoản tiền công xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, cẩn thận trước nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, túi tiền rủng rỉnh, hợp tác thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy hạ cái tôi của mình xuống. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ.
Màu sắc cát tường: xanh lục, xanh rêu. Quỷ nhân phù trợ: Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Mộc khắc thổ cho thấy các mối quan hệ xã giao của người tuổi Mão đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những người càng tỏ ra sờ lời với bạn lại càng dễ tính kế đẩy bạn vào bẫy hơn. Vì thế, bản mệnh tốt nhất là không nên cả tin, hãy luôn giữ vững định hướng của mình. Người độc thân cũng chớ vội siêu lòng trước lời ngon tiếng ngọt của những kẻ mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không, bạn cần phải quan sát hành động thực tế của người đó, chứ không phải là những lời nói suông. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng đông nam phía ngoài phòng và giường ngủ của thai phụ, do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, dễ vướng phải rắc rối với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, chú ý hơn tới cách hành xử của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy luôn tỉnh táo trong các mối quan hệ. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, cần giữ vững những định hướng của mình. Con số may mắn: 0, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: xanh ngọc, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày, dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi Thìn thường phải đối diện với những sự cố không mong muốn. Có vẻ như những chuyện bạn vốn đã làm rất quen tay cũng vẫn sẽ xảy ra rắc rối nếu bạn không tập trung. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh thường xuyên phải đối diện với sự chèn ép, cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ. Điều này khiến cho bạn rất đau đầu, mệt mỏi, thậm chí là những người mới chập chững vào nghề sẽ nghĩ tới việc bỏ cuộc. Thổ vượng khuyên bản mệnh chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật sự việc, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra được hướng đi mới cho công việc. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, không nên lơ là ngay cả trong việc quen thuộc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, việc làm ăn phải chịu cạnh tranh khốc liệt. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết rắc rối. Con số may mắn: 5, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: xám, cà phê. Quý nhân phù trợ: Thân, Tí, Dậu. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ. Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Nếu bạn đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với những người làm ăn kinh doanh, những mối đầu tư tưởng chừng không mấy khả quan trước đó bỗng dưng đem tới cho bạn một khoản lời lãi lớn lao. Nhờ vậy, bạn tin tưởng hơn vào bản thân và bắt tay vào thực hiện thêm những kế hoạch mới. Hòa sinh thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu phát triển đầy triển vọng. Dường như người thân mến bạn đã lâu đã có dấu hiệu chấp nhận tình cảm của bạn, vì thế hôm nay chính là thời điểm chín muồi để bản mệnh bày tỏ. Chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, nhận được một khoản tiền công rủng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy chăm chỉ làm việc để gia tăng thu nhập. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nhận được khoản tiền lợi lãi bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nên bắt tay thực hiện các kế hoạch mới. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên bày tỏ tình cảm của mình. Con số may mắn: 9, 3, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: tím, đỏ. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi hôm nay, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân nên mọi việc tiến triển thuận lợi. Thậm chí dù tiếp xúc với công việc mới đi nữa thì bạn cũng nhanh chóng bắt được vào guồng quay. Với những người làm ăn kinh doanh, hôm nay cũng là một ngày hốt vàng hốt bạc của bản mệnh. Con đường mới mà bạn mở ra đang đem lại những hiệu quả tích cực. Bạn không những làm giàu cho chính bản thân mình mà còn làm giàu cho cả những người đã tin tưởng và đi theo mình. Hòa sinh thổ, người tuổi Ngọ còn độc thân sẽ rất đào hoa trong ngày hôm nay. Mệnh chủ có cơ hội tham gia vào những buổi giao lưu, gặp gỡ và gặp được một người tâm đầu ý hợp. Hãy chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Bính Ngọ,
Thủy nhanh chóng bắt kịp nội dung công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, kinh doanh đem lại hiệu quả tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, làm giàu cho bản thân và cho người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, gặp được người phù hợp với mình. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, cam, vàng, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, tương hình giáng họa, người tuổi Mùi quá kiêu ngạo nên thường tự đề cao bản thân mình mà hạ thấp những tác động bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rất dễ vướng phải các lỗi sai, không dễ gì khắc phục. Dù là người làm lãnh đạo hay chỉ là nhân viên thì bạn đều cần giữ sự khiêm tốn để có thể lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh. Bởi ai cũng có những điểm hay, xứng đáng để bạn học tập. Kiến thức của bạn vốn chỉ là một phần rất nhỏ. Thổ vượng còn cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, không nên kiêu ngạo, coi mình là nhất. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hãy khiêm tốn để học hỏi mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, chú ý đến chế độ ăn uống của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, cần nắm chắc tình hình thực tế khi làm việc. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, xám, nâu, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hôm nay, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Thân với đầu óc thông minh và nhanh nhạy sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho mọi vấn đề. Thành tích của bạn khiến nhiều người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Với những gì mà bạn đã cống hiến cho tập thể thì bạn có thể tự tin đề nghị cho bản thân được nhận một mức lương cao hơn và một vị trí xứng tầm hơn. Chắc hẳn các nhà lãnh đạo tốt sẽ sẵn sàng trao cho bạn những phần thưởng xứng đáng. Thổ sinh kim tác động khiến cho bạn biết yêu thương và chăm sóc cho những người thân của mình. Hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách thường xuyên hơn, bầu không khí trong gia đình sẽ ngày càng hòa hợp và êm ấm. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa, quan tâm và yêu thương các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tìm ra cách để khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, hãy đề ra một mức lương thưởng xứng đáng với mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, được trao cho những phần thưởng xứng đáng. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tam hội xuất hiện, người tuổi Dậu làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà bạn cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với thử thách. Hôm nay bạn sẽ có cơ hội để chạm tới thành công. Chuyện làm ăn cũng tiến triển một cách suôn sẻ bởi bản mệnh đã gặp được đối thủ xứng tâm. Sự cạnh tranh không khiến bạn cảm thấy căng thẳng mà ngược lại, truyền động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng sẽ trở thành người chiến thắng. Thổ sinh kim, mối quan hệ vợ chồng hài hòa tốt đẹp cũng khiến cho bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi về đến nhà. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp bạn cố gắng hết mình trong sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và đạt được những điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, sự cạnh tranh khiến cho bạn cảm thấy hăng hái hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, vợ chồng yêu thương và ủng hộ nhau. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, có động lực để gặt hái thành công. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thiên quan giáng họa, người tuổi Tuất nên hạn chế mâu thuẫn với những người quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay. Dù quan điểm của bạn có đúng đi nữa mà cách truyền đạt không lọt tai thì bạn cũng không thể thuyết phục được đối phương. Ở chiều ngược lại, những người có chức có quyền không nên nghĩ tới việc dùng quyền lực của mình để chèn ép hay thao túng người khác. Nếu bản mệnh làm việc không đúng đắn thì tương lai bạn sẽ phải hối hận vì phải trả giá đắt. Theo Hại Thượng Lãn Ông, ngày mùng 10 âm lịch, nhân thần ở phía trong thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân và mu bàn chân, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, không nên mâu thuẫn với những người có chức có quyền. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, hãy chú ý hơn tới cách truyền đạt vấn đề của mình.
Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc không nên dùng quyền lực để chèn ép người khác. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh để bị tổn thương. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy hãy làm việc một cách đúng đắn. Con số may mắn 5, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Dần, Tuất, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi không tìm được tiếng nói chung với người thân hoặc bạn bè, vì thế mà dễ rơi vào cảnh cô đơn và chán nản. Bạn nên cởi mở hơn trong suy nghĩ để sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mọi người, đồng thời tự suy xét lại bản thân. Hơn nữa, những người tuổi này cũng có những mối quan hệ xã giao khá phức tạp. Lịch ngày tốt khuyên bạn nên gạt bỏ những mối quan hệ không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho người thân, không nên lấy lý do công việc để ra ngoài giao lưu quá nhiều. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bình là ngày tốt cho mọi việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch bắt tay vào làm việc gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay. Có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa chủ động bắt tay hoàn thành tốt công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ nên cởi mở hơn trong suy nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc không tìm được tiếng nói chung với người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim hãy quan tâm hơn đến người thân của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy hãy dành thời gian để suy xét bản thân. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Dần, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày 8 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Tỵ, tuổi Ngọ hay tuổi Thân. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay, đó có thể là các con giáp tuổi Tý, con giáp tuổi Thìn hay con giáp tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!